Xin chào tất cả các bạn nha. Cách đây cứ khoảng 6 giờ trước mình có một cái video là hướng dẫn bạn Clem 800 token LCS, thì bạn nào có Clem thì vào xã nha các bạn. Hiện tại giá khá là bài cao. Thì các bạn mở cái địa chỉ chocolate mình ra nè. Các bạn chọn vào mục draft nè. Các bạn chọn vào sàn ban cái cây swap nha các bạn. Thì con sắt mình để dưới phần link mô tả đó, các bạn nhấp vào ba dấu gạch dưới đây nha bạn. Các bạn áp con sắt của nó vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào ADD nè, lẹp C nè. Rồi các bạn bắt đập lên các bạn. Thì các bạn được 800 tập trăng nè. Thì các bạn được 0.012 BNB các bạn. Để mình qua BUTT được bao nhiêu đô các bạn. Hiện tại 800 token này các bạn được khoảng 8,5 đô các bạn. Rồi các bạn bấm vào approve rồi bạn bấm swap nha các bạn. Thì các bạn nào muốn xả cũng muốn hô các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn bán cái con token LFC đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.